Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của kênh Thế Sơn Toyota. Rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký, like để ủng hộ kênh và cập nhật những chương trình thông tin về thị trường và khuyến mại trong tháng. Những mẫu ô tô giảm giá trong tháng 2 năm 2020. Dịp đầu năm, một loạt ô tô được các hãng đua nhau giảm giá. Những cái tên nằm trong danh sách ưu đãi đều là mẫu đang được rất ưa chuộng. Hãng đầu tiên được nói tới là Toyota. Toyota hiện đang áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá cho 4 dòng xe của mình là Vios, Cura Atit, Innova và Fortuner. Trong đó, Vios được giảm ở tất cả các phiên bản mới, mức 20 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe được tặng thêm một số phụ kiện như trải sàn, dán kính. Với mức giảm này, giá bán của bản 1.5G CVT giảm xuống 520 triệu đồng. Còn phiên bản 1.5MT thấp nhất là 470 triệu đồng. Tiếp đến, đối với tất cả các phiên bản của Cura Atit, Innova, Fortuner, khách mua hàng kể từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 2 sẽ được hưởng ưu đãi có giá trị tương đương từ 55 đến 85 triệu đồng. Ngoài mức ưu đãi như đã nói trên, khách hàng mua xe trong tháng 2 này còn được hưởng các chương trình ưu đãi đến từ chính sách riêng của từng đại lý. Hãng xe tới từ Mỹ Ford, Range Explorer, EcoBoost và Everest là những mẫu xe hiện đang được Ford Việt Nam ưu đãi so với giá niêm yết. Trước tiên là Ford Explorer bản 2.3 EcoBoost AT4WD đang được hưởng ưu đãi 75 triệu đồng. Đẩy mức giá bán của mẫu xe này xuống còn 2 tỷ 173 triệu đồng, thấp hơn đối thủ Toyota. Land Rover Prado gần 150 triệu đồng. Tiếp đến là Ford EcoBoost 1.5 AT Trend với mức ưu đãi 65 triệu đồng. Các bản còn lại ưu đãi 25 đến 45 triệu đồng. Trong khi đó, Ford Everest có hai phiên bản. Ambiente được ưu đãi tới 50 triệu đồng. Cuối cùng, bản tái Ford Ranger XL 2.2L 4x4MT và Wheeltrack 2.0L AT4x4 có mức ưu đãi 20 triệu đồng. XLT 2.2L 4x4MT ưu đãi 50 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của mẫu bản tải này đều không giảm. Hãng đang nói tại Việt Nam tới từ Nhật Mitsubishi. Trong tháng 2 này, Mitsubishi Việt Nam đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá cho các mẫu gồm Outlander, Pajero Sport. Theo đó, 52 triệu đồng là mức hiện đang áp dụng cho Outlander bản 2.4 CVT. Pajero Sport là mẫu xe đang được giảm giá mạnh nhất của hãng. Phiên bản số sàn đang được giảm 92 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản còn lại giảm từ 60 đến 70 triệu đồng. Thêm một hãng Nhật Nissan đang khuyến mãi. Hiện tại, Sunny 2019 đang được ưu đãi khoảng 50 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá bán sau ưu đãi của Nissan Sunny là từ 410 đến 480 triệu đồng. Nissan X-Trail đang được ưu đãi gần 100 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá bán sau ưu đãi của X-Trail cho 3 phiên bản từ 839 triệu đến 920 triệu đồng. Tùy vào phiên bản 2.0 hoặc 2.5. Nissan Terra là mẫu SUV 7 chỗ có giá bán thấp nhất phân khúc. Giá bán sau ưu đãi của Terra tại các đại lý từ 830 triệu đến 1 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với hai đối thủ đứng đầu phân khúc là Toyota Fortuner và Ford Everest. Nissan Navara cũng đang được ưu đãi từ 5 đến 25 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá bán sau ưu đãi của Nissan Navara là từ 620 đến 790 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ bấm nút đăng ký, like để ủng hộ kênh và cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường ô tô. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở kênh tiếp theo. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2.
quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.